Ủa Này, có khi mình nấu rau muống này bên hàng xóm này đang ngủ tỉnh dậy yeah. vì là thơm nhất mũi này. Chị na xin bảo bảo bằng yo kế sao cũng gawe apa chứ nè gawe sẽ cơ cố rèn mà sao bảo bằng phụ tế tội ấy bảo 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 nè nè không không orang gak bawang merah. Ayo ngono, ayo ngono. Wah, tuh nak nyemplung nih. Bawang putih tok. Kenapa lampunya gak dinyalain? Matamu biar bagus. Đèn ở đây nhá. Hôm nay mình sẽ up đèn ở đây nhá. Sẽ tắt cái gì? Đèn. Đèn cái gì? Đèn đây này, sáng này, ra đây này. Mạ tung, mạ tung phô, mạ tung mế. Vợ sẽ tắt. Mạ tung tích. Tại sao mạ tung có làm việc này cháu? Vợ sẽ... Không, có một này, một này. Một cái gì? Một đèn đây này. Đèn cái gì? Đèn sáng. Aku ae gawe dapur kue mbek mbokku di Senen ya dhek arep set up dapure Maktum. Wong plafon kue mbek buku di nek ning ngene. Nyapa to ndok plafone sik api. Wong tuwek yo ngono iki. Yo guys buat teman-teman nek ngomong kok dapurnya kayak gitu, wong deso, aku ki. Podo kok gunanmu ya Mas yo ning awi yo. Gunku malah sing nganggo pawon kan. Aku yo sik nggo pawon kok. Sing nganggo pawon ya. Oh iya, sing ngisor tangga kayak pawon ya. Ya aku sik nggo pawon. Soalnya ya, gitu, ibuku kan. Suka godok banyu itu di apa? Ning kayu, guys. Pakai kayu. Aku sih ngomong, bu iki direnovasi ya nganone ben mending ngono lho. Terus rasa wong engko tiwas angus kabeh. Ya nek wis direnovasi ya gak ning pawon aku ngomong. Hah? Godok banyu ning gone gas ya ora menak blas ya jan. Iki. Hajau. Hah? Iki. Iki. Cokot mau ta? Cokot nyamuk, Ben. Eh, dapurku bersih ya, masamu no. Mbok kuyo nek godhog banyu cek nem pawon yo an. Nah, paling yang di kompor tuh cuma masak-masak yang goreng-goreng doang. Sing regeti mung dat virato kalau putih-putih ke sampah-sampah kan nek gua yo ora sampah deh. Ayo ndek Mang, mitili kangkung lho Mas. Aku kan mitili kangkung, lah dhek kan jawane iki yo mitili kangkung. Ceblok kabeh ning isor, sing disenengin Maktum sapa aku. Mitili kangkung rong untele dadi sak lapangan. Saya minggat aku. Di anak tirikan. Oh ya, buat teman-teman Fidat atau siapanmu itu jangan ngirim makanan Vietnam ya ke sini. Kemarin dibuang. Karena nggak kemakan. Kemangan. Kono gak doyan toh. Dan bilang ngomongnya kom ngon, kom sem sem. Wes nek ngono kuwi terus piye? Apalagi di Madiun emang bisa bikin makanan Vietnam. Apa? Yang enak tuh di Bali itu loh yang internasional.
Ya, kalian mesin ininya dari Bali deh, guys. Ya. Kalian mesen dari Madiun ya percuma. Saya masak uang Madiun ya ora enak. Kalau di Bali itu ada chefnya asli Vietnam. Ya kan ada chef internasional atau ada makanan barat, ada dan lain-lain. Pokoknya dia sukanya itu kue lele. Lele, ndang gawe kolam lele nang no, Kamu omah. ngerti toh mas? Kamu ngerti toh? Wong Vietnam kan sedih pangan kan kue-kue itu sampai gak boleh toh. Ya kue netizen kan tak kok lele terus gak boleh. Guys, saya ngerti rani kono. Iwak godok terus aku. Iwak godok 6 dino iki. Gitu. Iki jane panasen toh tangannya. Ayo. Iya. Iya toh. Eh. Panas. Apa tuh? Cek ke sana. Tak kuat lagi sih. Harap. Eh, lato lato. Lato lato. Berki kuat nih. Wes mangan no, aku tak turu. Engko ora sahur neng gara-gara Nos. Kang Dingo, angkel nih. Eh, enggak di. Walah di ngono ne. Walah daging sapi terus diweni kangkung. Nước canh rau muống mọi người biết không? Eh, nước canh rau muống bắt thêm ít chanh nữa. Đẳng cấp. Phải nói mình à đẳng cấp. Anh này ya mà tỏi cháy nhá, mọi người biết không? Tỏi cháy như rau vận xanh. Đấy, đấy mới gọi là đẳng cấp, xào rau muống nó phải như thế. À. Mọi người biết không? Kính qua con này clean bị gì? Tỏi cháy cạnh nhá, được chưa? Nhưng mà rau muống vẫn xanh. Phát thêm tí chanh mà đúng là ngon luôn, vừa phát chanh rồi. Ăn được cơm thì đúng rồi, đúng đôi người. Cái sợi, vợ ngoan à? Ông vợ lấy một chút đi, vợ ăn một chút đi. Vợ ăn bakso nó. Ăn bakso từ cái đời nào rồi? Đi ra đây. Dưa hấu đi. Nha, dưa hấu nha. Đi đi. Này mọi người nhìn này. Mọi người nhìn em xào rau muống này. Tỏi cháy này. Đó. Tỏi cháy. Và rau này. Có cái broccoli á phải không? Rau vẫn xanh biếc luôn. Đấy. Bismillah cho bạn rồi. Kok gue jadi pengen Oh, masih ada tahu, lupa. Mother. Tahu ini khá enak loh, Ki. Rau muống sao tỏi, nhiều tỏi. Chứ là tỏi phải cháy cạnh. Và rau vẫn phải xanh và giòn. Mitom, nggak ada mitom. Này có kia phải bụp hai bát cơm đấy. À đi đi ngủ là sao? Ở bên nha. Và anh Hà đi đi ngủ nhá. À. Bye bye anh Hà đi, good night. À, good night. Bye bye dad.
Ben bengi dijak aku lemu. Oh. Cái gì? Hot. Nước canh. Tại sao? Nước canh này. Good. Wow, khảo. Ngon không? Nói thật. Asin. Asin là cái gì? Nhiều nhỉ? Không. Asin chẳng kể thật đấy. Yo, jantungku kering ya masamu guys. Không phải là sao để ăn vã, được không? Ừ. Nó sẽ hơi đậm. Bởi vì là sao rau muống để ăn cơm, hiểu chưa? Ừ. Đây. Không trong mắm thì bây giờ. Không quá ăn đi, ăn hết nha trong nha. Thôi em sao hơi đậm thật. Sao đậm thì mới ăn cơm được. Ăn mì cơm được. Còn sao nhạt thì chỉ có để uống bia thôi. Sumpah Hasin gak ngapus sih aku gak muncul. Wah Hasin gue kak. Kayak cumi-cumi kumang. Aku suka asin tapi ini asinnya dua kali lipat. Bên này là thường ăn nhạt, mọi người hiểu không? Bên này thường ăn nhạt và ăn kiểu là ngọt ngọt tí. Em không ăn được. Sao Việt Nam quen ít, yên tâm đi. Ăn hết. Không ăn hết. Tại sao? Không ăn hết. Ừ. Còn không ăn hết chúng mình 3 giờ không ăn. 3 giờ không ăn? Ừ. Không ăn hết này. Ừ. Ừ, khẩu vị phát biến luôn mọi người hả? Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi mới được húp bát canh rau muống, canh rau muống bát chanh. Aku tuh suruh nemenin dia makan. Karena di sana itu nggak pernah makan sendiri. Kalau aku kan terbiasa makan sendiri. Kalau di thổi đi hot. Thổi. Không, nè, không good nè. Nè trong, nè, không, nè, có ăn à? Ui trời. Không. Việt Nam. Hiểu không? Thổi. Xem xem đi, nói này sao? Vẫn không xem xem mọi người nào. Chóng mặt chưa? Kiểu hoa nó bó mắt chưa? Không, trong ăn nhỉ, chặn này. Ăn này, no good này. Không. Ben, dia nanti biar gak sahur gak apa-apa.
Emang kita sana kok piye to? Jare. Ya. Ngon kok. Kok. Ngon. Kewecut. Ngon. Cái gì đấy? Nước canh rau muống, nước canh rau muống vắt chanh. Làm bộ hắn bảo cái gì đấy? Không ngon à? Không, này không ngon. Này, nước canh rau muống vắt chanh ở Việt Nam, nước canh rau muống vắt chanh mà ăn với cà muối thì biết đôi người luôn đấy. Bên này thì có ăn chanh hầm xương bò mấy thứ ấy, quen rồi. Ngon, chua chua. Vâng, biết là biết bao.